Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình làm clip này nói về vấn đề là có nên cắt đuôi cá ruby 7 màu không. Thì việc cắt này nó cũng có những ưu điểm và cái nhược điểm. Thứ nhất là mình xin nói những ưu điểm trước tiên. Thì ưu điểm là nó cá ít kiệt sức khi di chuyển. Thứ hai nó là cá trống có thể chạy kè mái dễ dàng hơn. Thứ ba là nếu mà cá trống già, khả năng bơi lội nặng nề thì việc cắt này là rất cần thiết. Thứ tư là cá trống không phải để bán hay kinh doanh, mà việc cắt đuôi này nó sẽ giúp cho cá linh hoạt hơn hoặc là tìm kiếm thức ăn dễ dàng hơn. Còn có việc cái nhược điểm đó, thì nhược điểm thì nó cũng có rất nhiều cái nhược điểm. Thứ nhất là nó mất giá trị của con cá và không thể bán được, mình chỉ nuôi chơi thôi. Cái thứ hai đó là nó không còn vẻ đẹp của một chú cá trống mà nó có cái bản đuôi to. Thứ ba là nó có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của cá nếu không có kinh nghiệm trong việc cắt. Nếu mà cắt sát quá thì nó có thể gây tổn hại đến sự mất cân bằng của con cá và dễ gây chết cá. Mà mình khuyến cáo cho các bạn là những bạn không có kinh nghiệm về chăm sóc cá thì cũng đừng nên thử. Ok, thì trước khi cắt á, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái hũ keo có bỏ muối hột. Thì tại sao phải bỏ muối hột? Thì điều này giúp cho con cá nó mau khỏe hơn vì muối rất tốt. Trước tiên thì bây giờ mình bắt cá ra đã. Một muỗng muối hột vừa đủ cho cái keo của mình. Thì mình chờ cho muối hột nó tan. Ok, thì bây giờ mình sẽ cắt cái đuôi cá. Việc này hôm nay sẽ nhẹ nhàng và từ từ, không làm tổn hại đến con cá. Mới bắt đầu thì nó cá sẽ bơi không được quen, nhưng sau này cũng sẽ quen thôi. Đây là phần đuôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video của mình.